vâng, sắp giờ đến giờ chúng ta anh chương gala dinner của câu lạc bộ F1 FC, thì các vị đại biểu mọi người chúng ta ở đây chúc mọi người đại biểu các vị khách quý, các nhà tài trợ, các nhà mạnh thường quân và lãnh đội, các cầu thủ cùng đến với buổi lễ tổng kết liên hoan vinh quang của đại chương gala dinner của câu lạc bộ F1 FC hôm nay. Vâng, đầu tiên cho phép MC Thanh Tùng sẽ là người đồng hành và điều hành buổi lễ chính ngày hôm nay. Chúc cho buổi lễ của chúng ta thành công rực rỡ. Thôi thì chúng ta đã biết sau những trang đường của câu lạc bộ F1 FC tại giải bóng đá vô địch V-League S1 2018, thì câu lạc bộ đã giành được vị trí á quân, và ngày hôm nay chúng ta sẽ tổng kết liên bang để cùng tuyên dương, để cùng tuyên dương các cầu thủ đội bóng có những thành tích của chúng ta trong giải đấu này. Vâng, lời đầu tiên cho phép tôi tự giới thiệu đến dự với buổi lễ ngày hôm nay về phía đại diện lãnh đạo có chú Tạ Quang Thái, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Mê Linh, có anh Nguyễn Văn Phương, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Mê Linh, đại diện các đơn vị tài trợ có nhà hàng Quang Đua anh Nguyễn Quang, công ty vận tải Bạc Lâm bà Kiều Tâm, chủ tổ chức khoa sự kiện ông Đỗ Tuấn, nhà hàng Ngô Đường anh Ngọc Dũng, nội thất toàn anh Hữu Toàn, karaoke Thiên Bảo anh Dương Hưng, công ty vật liệu xây dựng Tư Hương, cùng đông đảo các mạnh thường quân các khác. Về phía các vị khách mời có anh Tuấn Anh viên biên tập Anh Lùi, anh Ngô Trọng trong các công ty bảo đi đến từ công đồng gọi CDF Chi Đông. Có lẽ tôi là những các vị giờ chắc các nhà mạnh thường quân các khách mời của chúng ta có việc bận thì không đến được. Có anh Hoàng và anh Thắng công ty tài chính bên cùng các khách mời câu lạc bộ Thanh Vân, Thạch Đà, Quán Tê, FC, Hèn Xăng và câu lạc bộ Trung Đông. Và có chú Đông bên bí thư đoàn xã Mê Linh nhận lời chúng ta để lên chào mừng. Vâng, như chúng ta đã biết, sự chuyên nghiệp hóa của bóng đá phong trào trong những năm gần đây, khi các giải thưởng được tổ chức ở quy mô lớn hơn, cách thức làm có đầu tư, các đội bóng chuyên nghiệp hơn mang đến cho bóng đá phủ một bóng mặt rất đa dạng. Đặc biệt câu lạc bộ F1 FC không nằm ngoài sự chuyển hóa đó, đội bóng đã gặt hái được khá nhiều thành tích cao cả ở trong và ngoài sân cổ. Sự hiện diện của thần đẹp TV tại buổi gala hôm nay nhằm mục đích thứ nhất, vinh danh những cầu thủ và cá nhân có nhiều đóng góp cho câu lạc bộ F1 FC tại giải vô địch lần Mê Linh 2018 Mê Linh Esports 2018. Thứ hai, tạo sân chơi để cùng nhìn nhận công nhận cùng nhìn của các cá nhân và tập thể F1 FC với phong trào bóng đá phủ và cộng đồng xã hội, và đặc biệt với mong muốn bóng đá mang lại mọi người gần nhau hơn. Ban tổ chức chương trình hy vọng đây là một sự kiện được nhiều người đón nhận, đêm nay sẽ là một đêm đáng nhớ với tất cả chúng ta. Và sau đây xin mời đại diện ban lãnh đạo đội bóng đến phát biểu. Xin mời anh. Kính thưa các vị chủ tịch đại biểu, kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể các cầu thủ, gia đình và các cổ động viên thân mến, xuyên thay mặt anh em trong đội bóng, cho các tôi xin được gửi lời chào rất chân thành tại khán đài TV cũng đã có mặt tại buổi chiều ngày hôm nay. Kính thưa tất cả các quý vị, vinh dự được đến hôm nay thay mặt anh em trong ban lãnh đạo đội bóng, các cầu thủ F1 FC xin được gửi lời cảm ơn chân thành tất cả các nhà tài trợ đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Đặc biệt xin trân trọng cảm ơn công ty vận tải Lạc Tâm, anh Đỗ Tuấn, đây là hai đơn vị tài trợ suốt những năm vừa qua. Trân trọng cảm ơn. Vâng, vừa rồi là chúng ta
Chúng ta chào mừng